Sao chổi 3i Atlas đã lướt qua sao Hỏa, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ dữ liệu quan sát nào được công bố. Chỉ có một bức ảnh do một nhiếp ảnh gia nghiệp dư chụp được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, tính xác thực của bức ảnh này vẫn còn đang được tranh luận. Vậy 3i Atlas thật sự là sản phẩm của một nền văn minh ngoài hành tinh sao? Hay nó chỉ là một sao chổi bình thường đến từ ngoài hệ mặt trời? Trong video này, tôi sẽ lần lượt trình bày những quan điểm cho rằng nó là sản phẩm của nền văn minh ngoài hành tinh và những quan điểm cho rằng nó chỉ là một sao chổi tự nhiên, để mọi người có thể tự mình đánh giá. Trước hết, hãy cùng xem xét quan điểm đầu tiên cho rằng nó có thể là vật thể nhân tạo ngoài hành tinh. Thứ nhất, kích thước của nó quá lớn. Các nhà khoa học dựa trên lượng vật chất phun trào, vận tốc khí phụt và gia tốc phi hấp dẫn ước tính đã tính toán ngược lại rằng khối lượng tối thiểu của nó có thể đạt tới 33 tỷ tấn. Đường kính lớn nhất ước tính có thể lên đến 46 km, vượt xa mọi sao chổi từng được quan sát trước đây, dù là trong hay ngoài hệ mặt trời. Một sao chổi có kích thước khổng lồ như vậy là điều cực kỳ hiếm thấy trong số các sao chổi liên sao đã biết. Thứ hai, quỹ đạo và hành vi chuyển động không điển hình. Quỹ đạo của 3i Atlas là một quỹ đạo dạng hyperbole. Khi tiến vào hệ mặt trời, vận tốc của nó đạt tới 60 km mỗi giây, tương đương hơn 210.000 km mỗi giờ. Điều này có nghĩa là nó không phải vật thể bị lực hấp dẫn của mặt trời giữ lại, mà là một kẻ xâm nhập đến từ bên ngoài. Đây chính là lý do nó được phân loại là khách đến từ không gian liên sao. Theo giáo sư Avilov và các cộng sự, xét về hình học quỹ đạo, khi 3i Atlas tiến vào hệ mặt trời, đường bay của nó gần như song song với mặt phẳng quỹ đạo của các hành tinh, chỉ lệch so với mặt phẳng quỹ đạo trái đất chưa tới 5 độ. Các thông số quỹ đạo này khiến nó có thể tiến rất gần sao Kim, sao Hỏa và sao Mộc. Xác suất tích lũy để xảy ra những lần tiếp cận gần như vậy chỉ khoảng 0,5%. Một quỹ đạo như thế rất có khả năng là do con người điều khiển. Thứ ba, độ sáng của nó bất thường mạnh mẽ. Thông thường, độ sáng của sao chổi đến từ hiện tượng bốc hơi của lớp băng khi đến gần mặt trời. Nhưng ở 3i Atlas lại hầu như không phát hiện thấy dấu vết khí. Vì vậy, ánh phản xạ mạnh mẽ này rất có thể đến từ một loại vật chất kim loại có độ phản chiếu cao trên bề mặt của nó. Thứ tư, đặc điểm hóa học và thành phần khí của nó rất bất thường. Theo quan sát của kính viễn vọng không gian James Webb, trong luồng vật chất mà 3i Atlas phun ra, khí CO2 chiếm ưu thế. Tỷ lệ giữa CO2 và nước lại cao bất thường, đạt tới mức hiếm thấy là 8/1. Nói cách khác, thành phần phun trào của nó không phù hợp với cấu tạo hóa học của hầu hết các sao chổi trong hệ mặt trời. Đặc trưng của sao chổi là khi tiến gần tới ngôi sao trung tâm, chúng sẽ giải phóng lượng lớn khí và bụi, hình thành chiếc đuôi rực rỡ. Tuy nhiên, khi phân tích phổ quang của 3i Atlas, người ta hầu như không thấy các đặc trưng khí điển hình. Điều này cho thấy nó không giàu băng và bụi như các sao chổi thông thường, mà giống với một khối đá trần hoặc vật liệu đặc biệt nào đó hơn. Ngoài ra, giáo sư Avilov còn chỉ ra trong bài viết của mình rằng, dù là sao chổi liên sao hay sao chổi thuộc hệ mặt trời, chúng đều không thuộc nhóm có độ phân cực cao hay thấp đặc biệt. Nhưng ở một số vị trí quan sát nhất định, 3i Atlas lại có độ phân cực âm rất sâu với góc đảo cực kỳ thấp. Hiện tượng này hiếm thấy ở các sao chổi đã biết. Thứ năm, không thể quan sát được tại điểm cận nhật. Khi 3i Atlas đến gần mặt trời nhất vào tháng 10, độ sáng của nó đạt cực đại. Đây lẽ ra là thời điểm lý tưởng nhất để con người quan sát. Thế nhưng nó lại ẩn mình phía sau mặt trời, biến mất khỏi tầm nhìn của kính thiên văn trên trái đất trong khu vực khó theo dõi nhất. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hay nó cố tình lợi dụng ánh sáng mạnh của mặt trời để che giấu bản thân, tránh bị nhìn thấy rõ nhất vào thời điểm sáng nhất? Giáo sư Lop thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng nó có thể đã thả ra các thiết bị thăm dò vào lúc đó và chúng ta hoàn toàn không thể quan sát được. Những sự trùng hợp như vậy dường như quá nhiều, khiến ngày càng có nhiều người tin rằng nó thật sự đến từ một nền văn minh tiên tiến ngoài hệ mặt trời. Trong một cuộc phỏng vấn công khai, giáo sư Lop từng nói rằng nếu không đại diện cho sao chổi tự nhiên và 10 đại diện cho sản phẩm của nền văn minh cao cấp, thì 3i Atlas ít nhất đạt cấp độ 4. Bây giờ, hãy cùng xem những quan điểm khoa học chính thống ủng hộ khả năng nó chỉ là một sao chổi tự nhiên. Ngoài các giả thuyết của phe hoài nghi, phần lớn giới thiên văn học vẫn cho rằng 3i Atlas nhiều khả năng là một sao chổi tự nhiên, tuy cực kỳ đặc biệt. Dưới đây là những quan điểm chủ đạo và các phản biện tương ứng.
Thứ nhất, giới hạn kích thước từ kính viễn vọng lớn và kính Hubble. Kính viễn vọng không gian Hubble đã ghi lại hình ảnh rõ nét nhất hiện nay, cho thấy đường kính tối đa của hạt nhân sao chổi chỉ khoảng 5,6 km. Dữ liệu từ Hubble cũng nhấn mạnh rằng con số này là giới hạn trên, kích thước thực tế có thể nhỏ hơn nhiều, thậm chí chỉ ở mức vài trăm mét. Do ảnh hưởng của bụi, mây và các yếu tố khác đến quá trình quan sát, kích thước hạt nhân của 3E Atlas vẫn còn nhiều bất định. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào kích thước lớn mà khẳng định nó là vật thể nhân tạo. Thứ hai, sự nhất quán trong hoạt động phun trào và hình thành đuôi sao chổi. Qua nhiều lần quan sát, 3E Atlas đã thể hiện hành vi điển hình của một sao chổi tự nhiên. Khi tiến gần mặt trời, lượng vật chất phun trào và chiếc đuôi của nó dần trở nên mạnh mẽ hơn. Các nhà thiên văn học chỉ ra rằng, hiện tượng phun trào của 3E Atlas đã bắt đầu xuất hiện ngay cả khi nó còn ở khá xa mặt trời. Điều này rất hiếm gặp ở các sao chổi trong hệ mặt trời, nhưng không phải là không thể xảy ra. Quan sát cận hồng ngoại do kính viễn vọng không gian James Webb thực hiện đã xác nhận rằng lõi của nó chứa nước đá và lượng CO2 khá cao. Kiểu phóng thích băng và khí như vậy hoàn toàn phù hợp với hành vi của một sao chổi tự nhiên. Do đó, đặc trưng của nó là hoạt động từ xa, đuôi phát triển dần và sự phóng thích hóa học đều có điểm tương đồng với các sao chổi thông thường. Thứ ba, phân tích động lực quỹ đạo và các hiệu ứng phi hấp dẫn. Dù có ý kiến cho rằng 3E Atlas có thể chịu tác động của gia tốc phi hấp dẫn, nhưng các quan sát hiện nay cho thấy gia tốc đó cực kỳ yếu hoặc chưa được xác định chính xác. Tóm lại, quỹ đạo của nó không có sai lệch rõ ràng so với mô hình hấp dẫn của mặt trời. NASA đã khẳng định rõ ràng trên trang chính thức rằng 3E Atlas không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho trái đất. Các dự đoán về quỹ đạo của nó vẫn hoàn toàn phù hợp với mô hình hấp dẫn của hệ mặt trời. Trong nhiều bài nghiên cứu khoa học, khi mô phỏng lại quỹ đạo của nó, các nhà nghiên cứu đều cho rằng chỉ cần mô hình hấp dẫn thuần túy là đủ để giải thích đường bay, không cần đến bất kỳ lực đẩy nhân tạo nào. Từ góc độ cơ học quỹ đạo, các mô hình hiện nay chưa cần thêm yếu tố ngoại lực nào để lý giải hành trình của nó. Cách giải thích bằng sao chổi tự nhiên vẫn có sức thuyết phục rất cao. Tất cả những phản biện và lập luận trên đều nhấn mạnh rằng giới khoa học chưa hề tìm thấy bằng chứng xác thực nào ủng hộ giả thuyết về nền văn minh ngoài hành tinh. Các kết quả quan sát hiện tại vẫn nhất quán với lời giải thích rằng đây chỉ là một sao chổi tự nhiên. Theo quan điểm của tôi, 3E Atlas có thể không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của một tàu thăm dò nhân tạo, nhưng nó có thể là một dạng sao chổi cực kỳ đặc biệt. Về việc rốt cuộc nó là gì, chúng ta vẫn cần thêm nhiều quan sát để xác định chính xác bản chất thực sự của nó. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào được công bố và cũng chưa có xác nhận khoa học nào cho thấy các tàu thăm dò trên sao Hỏa đã quan sát được hình ảnh hoặc dữ liệu trọn vẹn về lần 3E Atlas lướt qua sao Hỏa. Điều này rất có thể do độ sáng của thiết bị không đủ mạnh, góc nhìn bị che khuất hoặc điều kiện hình học quỹ đạo không thuận lợi, khiến hình ảnh thu được không rõ ràng. Kết quả là quá trình chụp thất bại, không tạo ra được hình ảnh hay dữ liệu khoa học có giá trị sử dụng. Ngay cả khi các tàu thăm dò thực sự đã ghi nhận được dữ liệu, chúng có thể vẫn đang trong giai đoạn xử lý. Hình ảnh thiên văn, dữ liệu quang phổ và các kết quả xử lý thường cần quy trình hiệu chỉnh phức tạp, loại bỏ nhiễu nền và ánh sáng tán xạ, nên sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện. Thông thường, các nhóm khoa học chỉ công bố kết quả khi đã xác minh được độ tin cậy của dữ liệu. Hơn nữa, cơ quan ESA đã thông báo rằng đợt quan sát lần này kéo dài trong một tuần nên chắc chắn sẽ không có kết quả ngay trong ngày. Ngoài ra, ESA cũng sẽ tiếp tục sử dụng các tàu thăm dò tại sao Mộc từ ngày 2 đến 25 tháng 11 để tiến hành quan sát bổ sung. Khi đó, 3E Atlas sẽ ở trong trạng thái hoạt động cực kỳ mạnh mẽ và đây sẽ là thời điểm lý tưởng để quan sát nó trong quỹ đạo sao Mộc. Ngày 29 tháng 10, vị khách xuyên sao 3E Atlas tiến đến thời điểm gần mặt trời nhất, hay còn gọi là điểm cận nhật. Lúc này, nó cách mặt trời khoảng 1,36 đơn vị thiên văn, tức là vào khoảng hơn 200 triệu km. Nhưng đúng vào thời điểm đó, nó lại nằm ở phía bên kia của mặt trời, nên các kính thiên văn trên trái đất hoàn toàn không thể quan sát được. Tuy nhiên, dù hiện tại không nhìn thấy, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc quan sát sau này, bởi vì điểm cận nhật thường là ranh giới định đoạt số phận của một sao chổi. Các sao chổi thông thường trong hệ mặt trời khi đi qua điểm cận nhật thường sẽ bùng phát mạnh mẽ. Độ sáng của chúng tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Xuất hiện chiếc đuôi và những dòng phun cực kỳ rõ rệt. Nhưng 3E Atlas thì khác.
nó không sinh ra trong hệ mặt trời, mà là một sao chổi đến từ khoảng không gian giữa các vì sao. Cấu trúc, mật độ và thành phần hóa học của nó có thể hoàn toàn khác biệt so với các sao chổi trong hệ mặt trời. Trước đó, dữ liệu quang phổ từ kính viễn vọng không gian James Webb đã tiết lộ cấu trúc hóa học kỳ lạ của 3E Atlas. Tỷ lệ giữa khí CO2 và nước của nó cực kỳ cao, đạt đến mức đáng kinh ngạc là 8/1. Điều này khác hoàn toàn với những sao chổi bằng nước quen thuộc trong hệ mặt trời. Khi thành phần bay hơi chính không phải là nước mà là CO2, hành vi của sao chổi sẽ thay đổi rõ rệt, bởi vì CO2 có thể thăng hoa ở nhiệt độ thấp hơn. Điều đó có nghĩa là sao chổi sẽ bắt đầu hoạt động sớm hơn, ngay cả khi còn ở xa mặt trời. Và các vụ phun trào của nó thường mạnh mẽ hơn, với các dòng phun có hướng rõ ràng. Điều này có thể thấy rõ trong các hình ảnh độ phân giải cao được chụp trước đó bởi kính thiên văn Gemini Nam và kính James Webb. Chính vì sự khác biệt trong thành phần hóa học, sao chổi 3E Atlas sau khi đi qua điểm cận nhật có thể xảy ra 3 khả năng khác nhau. Một là vượt qua và trở nên sáng hơn. Nếu cấu trúc của 3E Atlas bền vững hơn dự kiến, với lõi được bao bọc bởi đá hoặc kim loại, thì nó có thể vượt qua thử thách khắc nghiệt của điểm cận nhật. Khi bề mặt của nó bị nung nóng đến vài trăm độ, các khí bị đóng băng bên trong bắt đầu phun trào ra ngoài, hình thành các vùng hoạt động mạnh dạng dòng phun. Những dòng phun này sẽ đẩy ra bụi, phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời hơn, khiến độ sáng của nó bất ngờ tăng gấp nhiều lần. Từ trái đất, chúng ta sẽ nhìn thấy nó như một ngôi sao mới vừa tái xuất. Khi nó thoát ra khỏi phía sau mặt trời vào đầu tháng 11, độ sáng của nó có thể đạt mức từ 8 đến 10 độ sao. Các kính thiên văn lớn trên khắp thế giới sẽ lại có thể quan sát nó cùng chiếc đuôi sáng mềm mại. Nếu nó thực sự vượt qua được, các nhà khoa học sẽ có cơ hội so sánh phổ ánh sáng của nó trước và sau điểm cận nhật để quan sát cách vật chất ngoài hệ mặt trời phản ứng trong môi trường nhiệt độ cao. Điều này có ý nghĩa mang tính cách mạng trong việc hiểu quá trình tiến hóa hóa học của các thiên thể liên sao. Hai là vỡ một phần hoặc phân rã thành mảnh. Đây là kịch bản mà các nhà thiên văn cho là có khả năng cao nhất. Nếu cấu trúc bên trong của nó lỏng lẻo, nhiệt từ mặt trời có thể khiến bề mặt nứt vỡ. Khi vỡ, sao chổi có thể bừng sáng trong vài ngày rồi nhanh chóng mờ dần. Hiện tượng tương tự từng xảy ra với sao chổi C-2019 I-4 Atlas. Sau khi vỡ, các mảnh vụn sẽ tản ra dọc theo quỹ đạo, tạo thành một dải bụi hoặc vệt sáng ngắn ngủi. Các nhà thiên văn có thể xác định quá trình phân rã này thông qua đường cong độ sáng và cấu trúc bụi. Thậm chí, họ có thể quan sát thấy các mảnh vụn tái sắp xếp, tạo nên một dải bụi liên sao loang rộng. Ba là tan rã hoàn toàn. Đây là kết cục cực đoan nhất. Khi cường độ bức xạ mặt trời vượt quá khả năng chịu đựng của cấu trúc sao chổi, lõi của nó có thể bị khí hóa và vỡ vụn. Chỉ còn lại một dải bụi yếu ớt cùng đám mây khí mờ nhạt. Nếu điều đó xảy ra, sau điểm cận nhật chúng ta sẽ không còn thấy gì nữa. Loài người sẽ không bao giờ quan sát được bất kỳ ánh sáng nào từ 3E Atlas nữa. Vậy nếu điểm cận nhật có vai trò quan trọng đến thế trong việc quan sát sao chổi, chúng ta liệu còn có cách nào khác để theo dõi sao chổi liên sao này không? Thật ra, vẫn còn đó một cơ hội. Tàu thăm dò mặt trời SOHO của NASA có thể ghi lại hình ảnh của sao chổi ngay cả trong ánh sáng chói của nhật diện. Sao chổi C-2025-22 Swan từng được phát hiện khi đi qua điểm cận nhật nhờ chính thiết bị này. Ngoài ra, Solar Orbiter của ESA cũng có thể chụp được khoảnh khắc 3E Atlas tiến sát nhất đến mặt trời. Nếu nó không tan rã, độ sáng của nó sẽ tăng lên rõ rệt. Khi đó, các kính thiên văn lớn như Hubble và Webb sẽ ngay lập tức hướng về phía nó. Đây cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để loài người quan sát rõ ràng sao chổi này. Đến tháng 12, độ sáng của nó sẽ dần suy giảm và bắt đầu rời khỏi khu vực bên trong hệ mặt trời. Trong vài chục năm tới, nó sẽ dần biến mất khỏi tầm nhìn của kính thiên văn. Cuối cùng, quay trở lại không gian liên sao, trở thành một đốm sáng nhỏ bé, mờ nhạt và gần như không thể lần theo dấu vết. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé!